Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu có thêm từ 8 đến 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 15 đến 20 xã nông thôn mới nâng cao và 15 đến 20 khu dân cư kiểu mẫu. Đó là mục tiêu được Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đề ra tại hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động chương trình đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 550 tỷ đồng, ngân sách huyện xã trên 1.900 tỷ đồng, doanh nghiệp và người dân trên 650 tỷ đồng, 23 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 53 khu dân cư kiểu mẫu. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 đến 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 15 đến 20 xã nông thôn mới nâng cao và 15 đến 20 khu dân cư kiểu mẫu. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 đối với cụm công nghiệp Yên Mỹ. Theo đó, cụm công nghiệp Yên Mỹ được quy hoạch có quy mô diện tích trên 47 ha thuộc địa bàn 3 xã Tân Lập, Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Yên Mỹ MBLand làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp thu hút đa ngành như điện tử, ô tô, cơ khí, công nghệ cao, công nghệ sạch không gây ô nhiễm môi trường. Tổng kinh phí đầu tư dự án trên 455 tỷ đồng. Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm sạch và an toàn cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, đã thôi thúc ông Bùi Xuân Sử ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên sản xuất nhãn hữu cơ. Sau khi tìm hiểu về những lợi ích mà sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung và sản xuất nhãn hữu cơ nói riêng đem lại, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an toàn cho người sử dụng, đầu năm 2022, anh Sử đã chuyển trọng tâm thâm canh 1,5 ha nhãn theo quy trình hữu cơ. Đây là mô hình thâm canh sử dụng phân trường đã ủ hoai mục cộng với ngô, đỗ ngâm, phòng trừ bệnh bằng nano bạc, trừ sâu bằng tỏi ớt ngâm cho chất lượng nhãn ngon, an toàn và mẫu mã đẹp. Kết quả sau khi phân tích mẫu nhãn của các cơ quan chức năng, trên 820 chỉ tiêu đều đạt và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Hiện anh Sử đã bán được gần 10 tấn trên tổng sản lượng 18 tấn quả tươi với giá 33.000 đến 40.000 đồng một kg. Hiện nay nhiều trang trại chăn nuôi ở huyện Khoái Châu đã ứng dụng những tiến bộ khoa học để xử lý phụ phẩm và chất thải trong quá trình sản xuất thành những giá trị hữu ích tái sử dụng trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ và tái sinh môi trường. Huyện Khoái Châu hiện có 134 trang trại, trong đó có trên 80% hộ chăn nuôi gia cầm dùng đệm lót sinh học, 70% hộ chăn nuôi gia súc xử lý chất thải bằng hầm bioga, 7 hộ sử dụng máy tách ép phân gia súc. Chất thải gia súc của trang trại được thu vào bể sau mỗi lần rửa chuồng, đưa lên máy ép. Phân ép khô được đóng vào bao, bán cho các hộ trồng trọt. Đây là hướng đi mà các hộ nông dân trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tích cực áp dụng để sản xuất bền vững, an toàn, bảo vệ môi trường. Tối hôm qua, tại nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đây là mùa thứ 3, tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Tham gia đêm chung kết năm nay có 10 tiết mục xuất sắc đến từ các đơn vị, câu lạc bộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tiết mục Búa đôi, báu vật của cha của hai thí sinh Hương Giang, Phương Thảo đến từ huyện Phù Cử. Giải nhì thuộc về tiết mục nhảy Zumba của câu lạc bộ Phương Thúy, thành phố Hưng Yên. Chuyển sang các tin tức trong nước, Ban Bí thư vừa quyết định cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành. Ông Võ Ngọc Thành với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước khi kết luận ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng quy hoạch. Những ngày qua, clip ghi lại hình ảnh được cho là lễ cúng dường tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhân dịp lễ Vu Lan với sự tham gia của rất đông chư tăng Phật tử được chia sẻ trên mạng xã hội và đã gây nhiều ý kiến. Những ngày qua, hình ảnh lễ rất bát cúng dường tại chùa Ba Vàng nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng không phù hợp. Theo ý kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đức Phật đã quy định rất rõ không tiếp nhận tiền tài, hoa, ghi khất thực, chủ yếu gieo duyên cúng thức ăn.
Những điều làm khác với hai quy định nêu trên là chưa phù hợp với văn hóa Đức Phật quy định cho người xuất gia. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh trụ trì chùa Ba Vàng cùng các chư tăng khác che lấn giơ tiền hoa lên cao, chư tăng lần lượt thu tiền hoa từ Phật tử, gây phản cảm và phản ứng trái chiều. Đoạn video được quay tại một trường mầm non, một bé gái đang ngủ bị cô giáo giật tay, bắt thức dậy, được cư dân mạng chia sẻ khiến rất nhiều người bức xúc. Trong video, lúc này là hơn 14 giờ, thường là lúc thức dậy sau giờ ngủ trưa tại các trường mầm non. Tuy nhiên dù các bạn đã hầu như đứng dậy gần hết thì một bé gái vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Lúc này một cô giáo không được camera quay rõ mặt do ở vị trí góc khuất đã tiến lại sau lưng và giật tay rồi lôi em dậy trong sự ngơ ngác của cô bé học sinh. Một số phụ huynh đã tỏ ra bức xúc với lối hành xử của cô giáo, đồng thời chia sẻ đối với những học sinh mầm non, cơ thể cũng như các bộ phận đều mềm và yếu, rất dễ gặp chấn thương. Khi gặp các tác động mạnh như vậy thì nên nhẹ nhàng đánh thức hơn là lôi các em theo cách mà cô giáo đã làm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thu Thảo, quê Sóc Trăng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, vào chiều cùng ngày, Thảo đi bộ đến tiệm vàng Kim Mạnh Hiền 2 ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên hỏi mua hai nhẫn vàng trị giá hơn 26 triệu đồng, rồi yêu cầu được đeo thử. Lúc này chủ tiệm vàng đưa hai chiếc nhẫn cho Thảo đeo thử. Sau khi thử, Thảo tháo một chiếc nhẫn cầm trên tay, chiếc còn lại Thảo nói không tháo ra được và yêu cầu chủ cửa hàng đi lấy nước để dễ tháo khỏi ngón tay và sau đó cầm hai chiếc nhẫn bỏ chạy. Khi chạy được khoảng 20 mét thì bị bắt giữ. Do sang đường bất cẩn, một cô gái đã bị xe tải đâm mạnh, rất may không gây thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại xã Dân Tiến, huyện Quế Châu, do sang đường không quan sát, cô gái đi xe đạp điện bị xe đầu kéo tông trúng và suýt bị cuốn vào gầm xe. Được biết tại khu vực này có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Chuyển sang các tin tức quốc tế, phát biểu trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ 15 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển trong vòng 25 năm tới. Trong phát biểu kéo dài gần 90 phút tại Pháo Đài Đỏ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 và thực hiện nỗ lực mới nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước. Ấn Độ tuyên bố độc lập khỏi Anh vào năm 1947. Sau 7 thập kỷ, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với tổng sản phẩm quốc nội GDP 2.700 tỷ đô la Mỹ và hiện là quốc gia đang phát triển. Để đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp, Trung Quốc vừa công bố hàng loạt các biện pháp để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Theo đó, chính quyền các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản chủ động như trợ cấp, hoàn tiền thuế, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế và giáo dục chất lượng tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và việc làm cho các hộ gia đình trẻ. Hồi đầu tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo dân số của Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thông báo cấp 1,66 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền cấp bang và thành phố để mua 1.800 xe buýt xanh thân thiện với môi trường. Tuyên bố nêu rõ khoản tiền sẽ được chi để mua 1.100 xe buýt không phát thải khí carbon để bổ sung cho 1.300 xe buýt xanh hiện đang vận hành, cùng với 700 xe buýt khác, bao gồm các mẫu xe lai điện và xăng, xe chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu diesel. Theo thống kê của cơ quan chức năng Mỹ, xe buýt là phương tiện chiếm khoảng 50% trong 10 tỷ lượt đi lại của người dân Mỹ trong năm 2019. Tuy nhiên, số lượng xe buýt thân thiện với môi trường được đưa vào vận hành vẫn còn ít, chỉ khoảng 18% trong tổng số 72.000 xe buýt vận hành là xe lai. Sáng sớm ngày 17 tháng 8, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã vận chuyển phi thuyền mặt trăng có gắn khoang phi hành đoàn tới bệ phóng để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm vào cuối tháng 8 này. Theo kế hoạch, vào ngày 29 tháng 8, phi thuyền cao 98 mét sẽ bắt đầu sứ mệnh bay đầu tiên vào không gian, lần này không chở theo phi hành đoàn. Đây là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn từ rất lâu. Dự án hàng tỷ đô la Mỹ này được xem như bước đệm cho các sứ mệnh sao hỏa trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.